Chúng ta hãy cùng chuẩn bị đến với trận thi đấu thứ tư. Ở trận thi đấu thứ tư, Hoàng Công Nghiệp liệu có một chiến thắng trong giải đấu này hay không, hay là các anh chỉ hòa đây? Có bây có rồi à? Thấy thông báo về có rồi. Yugi Mèo Mèo bỏ và như vậy là thắng rồi. Yugi Mèo Mèo không thi đấu và thế không tính. Và Hitty. Vâng, thôi đánh đi, bật đi ba đều đi. Vâng, bên mình là Hitia, hai quân siêu tuyển. Hitia. Bên kia quân gì đấy? Bên kia quân gì GQ? Tôi nhìn thấy bóng nhà trắng xóa rồi. Vâng, đội bạn là Pho Egypt, như vậy là cân thôi. Bên mình Ia Hitty. Cân. Kèo này tôi đánh giá là cân. Và bầy hiệu đầu đang được đưa về dành cho người cầm nhà. Vâng, trận này sẽ soi màn máy của người cầm Yamato. Bốn con hiệu thôi. Yamato sẽ phải chém tốt để cho Hitty của game thủ Văn Sang đánh cung. Rồi ba con hiệu đã nằm gọn tại nhà chính rồi. Tách dần ăn quả đi dò. Đây là cánh rừng. Tăng thêm dần ăn gỗ. Chưa thấy thêm đồ gì ăn cả ngoài bầy hiệu đầu ra. Nhìn khoai khoai ấy nhở. Đóng nghe đi anh ơi. Vâng, đang tách hai dần đi dò. Còn hiệu cuối cùng được đưa về. Vâng, thêm 7 hiệu nữa. Vâng, có vòi ở đây. BS đầu thôi. Vâng, thao tác rất nhanh và chóng mặt. Ôi ôi, ông nào đây? À, sang club. Vâng, đồng đội. Tưởng địch. Vâng, xả thì con voi đi. Rồi, con voi đã nằm. Đây là chiếc bé đầu, hơi xấu xí quả bí. Vẫn chưa thêm đồ gì ăn cả. Nghe vẻ đói nhỉ. Ôi, đi đâu này, đi đâu này. Vâng, anh này thao tác nhiều mà nghe vẻ không được nuột cho lắm. Ở đây còn 7 hiệu nữa. Thêm một chiếc nhà bé. Như vậy là sẽ không đánh 24 dân. Gặp sư tử chơi. Cắt dần lên ăn bầy hiêu. Ok, và có quả phụ tươi. Đấy rồi, đi ăn hiêu gặp quả phụ ngon đấy. Và như vậy là IA trận này sẽ chém bá. Từ một bài yếu thành bài siêu khỏe. Đây là BS ăn hiêu. Vâng, tăng thêm dần gỗ và cắt dần đi ăn quả đi. Ok rồi. Kích đời. Bài kích đời ở cuối 7. 7-4x. Không phải là cuối. Vâng, định khung nhà cho nhau à? À, như vậy là đây chắc có voi. Đóng gờ đây. Vâng, đóng gờ sẽ thiếu gỗ. Đóng gờ sẽ lỗi gỗ. BG sẽ, à xin lỗi, bãi quả phụ sẽ để lên đời rồi ăn. Bây giờ cứ ăn hiêu đã. Bây giờ mà ăn thêm bãi quả này thì sẽ bị lỗi gỗ. Chắc chắn là như vậy. Chuẩn bị đóng nha. Vẫn đóng à? Thôi tí thì đóng anh. Vâng, lượng gỗ chưa đủ nhưng anh vẫn quyết định đóng. Như vậy là đóng rồi. Hơi lỗi gỗ một chút xíu thôi. BL chưa vẩy được. Vâng, đây mới là BL và BM đi.
cũng không lỗi quá nhiều. Bài cầm Yamato, lượng gỗ mới chỉ có 7 lít thôi. Ăn vàng. Vâng, bài kích đời ở 10-45. Và đây là bãi vàng. Ok rồi. Một BE là kín ở mặt này. L2 luôn sao? Công giáp đầy đủ cho con ngựa giò của mình. Và bắt đầu kéo. Vâng, như vậy là ra ruộng. Bài này chém ra ruộng đến từ cầm Yamato. Sói tha một tơn. Công giáp đầy đủ. Bò bãi vàng lại nào. Và như vậy giò đối phương đã xuất hiện ở đây. Vẩy e. Tiếp tục là vẩy e. Và vẩy e nữa. Vẩy nữa. Và không được. Và như vậy là ra ruộng ở đây. Thôi giờ chạy dần đi anh ơi. Lên đời xong. Một ngựa chém. Và lực cũng yếu. Và tự nhiên thành bài khỏe thành bài yếu. Cạn lời. Bãi vàng thì còn chưa bo luôn. Đẩy giò đi. Vâng, anh định làm gì, đắp P hay làm gì? Tôi chưa hiểu ý định của anh này. Lượng gỗ cũng ít nữa đi. Vâng, như vậy là khung nhà cho nhau. À, như vậy là hiểu rồi. Chém chết giò đối phương rồi. Vâng, hai lạc đà đứng thủ bãi ăn hoàng đến từ Hè Hè. Rất cứng. Bài Hè Hè cầm phô đánh chém. Vâng, đội bạn có hai lạc đà đứng thủ rồi. Dân vẫn chưa bánh xe đến từ Hè Hè. Chém đi. Ôi giời ơi, để lọt nhà. Vâng, cầm dân vụt luôn. Vâng, thôi chém luôn con lạc đà đi. Vâng, giò cũng bị chém. Hè đang rất khỏe ở bài này. Có tình huống mà không kịp bò. Chuyển sang người đánh cung đi. Anh này đánh hơi ngáo rồi. Vâng, đây là Hitty. Tham 25/32. Khó. Rất khó bài này. Vâng, nhiều đang để thua 4-0 mất thôi. Vâng, cung đồ M1 đang quấy đảo trong nhà. Vẫn còn đang đi ăn hoàng đến từ người cầm Hitty này. Hai nhà khung cho nhau nhưng mà liệu chơi được không? Vâng, Hoàng Công Nghiệp đã đẩy rất nhiều cung R lên. Thế rất khoai. Tỷ số sẽ là 4-0 trong vòng đấu thứ 14 dành cho cặp đôi He He và Hoàng Công Nghiệp. Quýt. 4-0. Không cửa mặt trong bài này nữa rồi. Chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận thiếu tiếp theo. Trận thiếu thứ 5 trong vòng đấu này.